Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình ha. Mình là Quang đây, thì hôm nay hôm qua bị bệnh quá, tính không ra video nhưng mà cố gắng ra video thì... Ủa, cái gì vậy? Vậy thì tới đây. Trời ơi, bà nó bắt cưỡi con rồng. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Minecraft. Thì bạn nào mà yêu thích Minecraft và yêu thích Quang thì đừng quên đó chính là like video và share video trước khi video của mình bắt đầu nha. Ôi, con này nó ói trời. Hả? Làm cái gì vậy? Nó còng cái người ra, hết cả hồn luôn. Ủa là ảnh gì vậy? Thì à, nó đói. Có khi là nó đói hay là thấy con gà của mình nó đói. Chào mọi người nhé. Vậy thì chào mọi người và Yeti cho Rồng đi ăn đây. Mọi người nhớ like video ủng hộ cho anh nha. Yeti cho Rồng ăn đây. Ok, thì hôm nay hả, mình sẽ đó là chăm sóc cho bé răng xuống nó được lớn lên cho mọi người. Ý, con rồng nó cứ ổn đúng cái người. Rồi. Không, tao mới cho nó ăn á. À, hồi nãy nó đói á mẹ ơi. Chắc là nó đói bụng á các bạn. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Bây giờ Quách sẽ đi huấn luyện con gà để mọi người coi nha. Bây giờ, rồi con hồng con núp nó lại ngủ nữa rồi kìa các bạn. Đó, nó lại ngủ. Trời ơi, nó mới ăn xong cục thịt gà ngủ. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Ngủ khì khò luôn. Nhảy đầu mày luôn. Kể đi tội nghiệp đó. Đó, bây giờ các bạn ơi, bây giờ Quách sẽ dẫn con gà để các bạn coi này nha. Bây giờ hả? Bây giờ mình sẽ đi ngủ cho nấp nó quýnh mày ỏi luôn á. Ê quên mày cố tình rõ ràng. Ê con rồng nó quýnh. Rồi. Con rồng của mày nó cắn cái chết luôn ghê vậy. Không kịp luôn á. Tại quan. Rồi. Quýnh Yeti mà không biết là Yeti có kỵ sĩ rồng, có rồng bảo vệ ở đây. Gì? Quanh thấy gì cho nó hả? Cái mộ. Nè, cho quanh cái trứng nè, nó ra rồng, ra con gà lại. Né ra đi, quanh cho cái mộ con mới. Để mà con nó đi nữa rồi, con rồng nguy hiểm quá các bạn, đúng là con rồng. Leo, quanh, đầu ngốc. Giá dẫn mà, với bé rồng cu te của Yeti. Được rồi, bây giờ làm thêm một cái bảng để đây là hợp lý luôn. Bây giờ đặt cái này vô đây. Thôi tao lên cho rình chuồng gà coi có cái đặt không được, không đổi tên được hả? Đặt cái tên rồi, có cái hoa nào không? Cắm cho nó cây hoa luôn. Mới chuẩn bị đi tập huấn luyện nhưng mà đi lẹ quá. Con rồng quên nó đang ngủ mà sao nó tỉnh dậy nhanh dưới. Con rồng này bảo vệ ghê quá à. À, nghĩ sao dám quýnh về tì chẩn mà về tì vậy? Ôi gà ơi. Trời, có hoa nữa ghê ta. Đây là những cái xác dành cho những con rồng mà chết. Những con gà chết. Mình đi lên chuồng gà coi có cái. Ơi mà trong rương còn trứng hay sao? Bữa tôi nhớ còn cái trứng á. Không sao các bạn, ấp được trứng khác mà lo cái gì. Ơi con rồng nó lên chuồng gà rồi kìa. Đâu, nó lên mấy ngói. Chuẩn bị nè các bạn, cứ đợi đi. Con này nó chắc chắn nó sẽ vô chuồng gà thôi. Con mắt to của mình rất là ngoan các bạn thấy không? Rồi, đó, mắt to ở trên kia kìa. Thôi lên cho mắt to ăn cái đã. Ủa, sao nó ngoan vậy, nó ở đó hoài luôn à? Thì quanh cho nó ở đây hoài luôn mà. Quanh chế độ cho nó ngồi ở đây mà. Ở đây cảnh giác các bạn chưa, lúc nào đồ ăn uống cũng rất là đó, ăn nhầm. À, đi vô chuồng gà. Thấy chưa? Rất là ngoan luôn, thấy chưa? Rồi, thấy rồi, hai quả trứng luôn. Tao chơi Yeti trứng rồi. Thôi, nuôi con này nguy hiểm lắm, nuôi con thôi. Rồi, đi ra đây nuôi nha. Mấy con này không được ăn nha. Trời ơi, gì mà 8 cái trứng mà không. Rồi, biết hết luôn rồi, hai quả trứng không ra được con nào luôn. Trong rừng nhớ còn hai quả trứng hay sao á. Để quanh coi. 8 cái trứng mà không có ra con gà con nè. Còn một quả trứng nè, Rotoet nè. Rồi xong luôn rồi, xịt hết rồi. Chán rồi, đúng mà trời ngu thì các bạn. Thôi được rồi, đi để làm một cái củi đâu rồi, có củi còn không? Còn củi nè. Còn que để quanh làm mấy cái bếp lò, quanh nướng cá cho con Night Fury ăn đã. Night Fury hay còn rồi? Gọi. Đúng rồi, từ để kêu nó ra. Làm đâu rồi? Tên ta đen tên tên ta đen tên. Trời ơi, mới gọi ra là ngủ ngay gốc cây đâu liền rồi? Luôn kìa. Ôi giời ơi. Hả? Hình như nó cũng lớn hơn bữa xíu hả? Có không? Nó ngủ rồi, cho nó ngủ đó các bạn, level 22 rồi. Đừng có quýnh, nó quýnh chúng nó mất công mấy con này, nó lão xuống quýnh. Nó cực sợ lắm các bạn. Thì bây giờ nha, mình sẽ cần chế cái bếp lò cho nó. Bữa mình chế xong mình quên tiêu rồi. Đấy, cái này ở đây đúng không? Ok. 1, 2, 3, 4. Ê, ta có mấy con cá này mình đeo. Rồi, từ để quanh nướng hay. Ở đây đi. Để cho Nam Free ngủ đó đi. Đó, để đặt cái khu. Tối rồi. Tao đi trồng mấy cái cây này mới được. Thôi, tối tao đi ngủ trước đã. Thay vì cho Nam Free ngủ, mình đi ngủ trước đã. Giận Nam Free nó còn ngủ khì khò kia các bạn thấy không? Nó bây giờ hả?
Này Fury, à từ từ, tí trời sáng mình sẽ nói. Ngủ đúng rồi, nó ơi, nhanh lên. À, đi ngủ hả, từ từ, vậy tí về ngủ. Đang định trồng cái cây. Khó. Trời sáng rồi vậy hả các bạn ơi. Này Fury tỉnh rồi. Này Fury ơi. Ê, răng xuống, không được nha, trời bá men cái chuồng gà. Cái chuồng gà kìa, trời ơi, tội nó vậy. Đâu rồi? Nó còn không nhìn chuồng gà, không có chuồng gà. Nó nhìn chuồng gà kìa, Cái trời ơi, có bá kìa, cái mặt có bá kìa. Này cá nè. Ờ, thấy cá nhìn qua liền, lại đây. Nè cá nè. Ăn đi mày, tội nó. Ủa sao không ăn, nó chạy nhông chơi á. Này đây nào. Cá này ăn đi. Để coi nó đớp cá không nha các bạn. Các bạn coi nó đớp cá không nha. Nó sẽ tự đớp cá. Nó giờ nó quậy quá rồi. Nó thèm gà hả mày ơi. Ăn đi. Thịt gà đi. Ý nó đớp rồi kìa. Ý bà ăn liếm cái mép của bà. Bà này bà chụp quậy luôn các bạn. Ôi gì kêu rồi. Nó kêu chứ ai. Tại vì nó còn nhỏ đó. Nó kêu tiếng kỳ lắm. Kêu tiếng gì con chim á. Mày là con rồng bán chim nha. Ủa mày kêu tiếng gì lạ với răng sút. À, bắt cái tiếng con nít hay sao á, chắc là con nít nó kêu vậy. Các bạn biết tại sao không? Hồi bữa mình kêu con này đặt tên là răng sốn biết không? Tại vì con này tên của nó chính là trúc lịch. Trúc lịch có nghĩa là răng bị sốn hay là răng bị gãy răng đó bị các súng. Bạn là còn nhỏ tuổi là các bị bạn súng răng. Các bạn bị nhỏ tuổi là các bạn hay bị trúc lịch á, các bố mẹ các bạn hay trúc lịch á. Trúc lịch chính là bị răng sốn á. Răng sốn chúng ta bẻ răng là dục xuống gầm giường hay dục mấy nhà. Răng trên thì dục xuống gầm giường, còn răng dưới dục lên mấy nhà. Các bạn hiểu thì tại sao không? Ở trên thì muốn đi lên, cái răng dưới thì muốn đi lên, nó giục mấy nhà. Còn cái hàm trên á, mình chụp xuống dưới giường thì để cho răng nó mọc xuống dưới. Ồ, quá hay ta, giờ đi tìm mới biết luôn. Đó, nó là vậy đó, chắc là nhiều người không biết đâu. Ê, bây giờ chia ra một nửa nha, GT sẽ nướng cái nướng đầu này. Lấy ra. Rồi, nó lụm hết mười mấy con luôn mày ơi. Tao giục mười mấy con, nó lụm hết trơn rồi nè. Kỳ vậy? Xuân ơi, quá Xuân. Ăn gì mà ăn dữ vậy? Đây ngồi nè. Ngồi đây. Ngồi xuống. Sao mà hư quá vậy? Ăn gì mà ăn dữ, coi cái mặt quá trợn. Coi cái mặt của bà kìa. Cái mặt bà như là không có tội á. Trời, các bạn nhìn nó kìa, nhìn cái mặt của nó như là không có tội lỗi á. Không thể tin được. Qua mày quậy là chùm rồi. Rồi đây nướng cái cá bên đây đi. Ê, đó thấy chưa? Hai cái bếp lò nướng cá bên này đã. Thấy chưa? Bây giờ hả, tí nữa mình sẽ cầm cái xiên. Hôm nay sẽ là một ngày chăm sóc bé răng sún lớn lên các bạn. Đó rất là dễ thương luôn đúng không? Còn một cái trứng trong kia có lẽ là thôi, nhưng núp GT thì mình nghĩ là nên đi tìm kiếm khu vực của con Night Fury. Tại vì khi có Night Fury thì Night Fury nó sẽ xuất hiện các bạn. GT con Night Fury. GT chắc là GT là con gái nên mình nghĩ là GT cưỡi màu trắng là hợp hơn, còn mình là cưỡi màu đen. Các bạn thấy hợp lý không? Các bạn thấy hợp lý thì bây giờ hãy nhấn cái điện thoại lên và bấm vào nút like để ủng hộ cho Wan đi kiếm con Light Fury cho GT. Mình nghe nói là bên cái khu rừng già kia có thể là có con Light Fury xuất hiện. Nếu mà chúng ta dẫn theo Night Fury thì con Light Fury nó sẽ xuất hiện đó, hay là con rồng trắng á nó sẽ xuất hiện và mình sẽ cố gắng chinh phục nó cho núp GT chơi nha mọi người. Bây giờ là hôm nay là sẽ chăm con mẹ này các bạn ha. Đi thôi. Đi kiếm rồng cho GT thôi. Không, chưa đau, chưa được đau. Hôm nay là đó, ăn vô đó các bạn nghe không? Ê, núp. Mày biết nó ăn một lần mấy con không? Gì ghê vậy, ăn một lần? Ăn một lần hai con luôn. Các bạn nhớ trên tay mình cầm là 11 con. Mà nó gì mà ăn nhiều quá. Ơi, có thịt gà, có thịt gà ăn rồi. Để qua ăn thịt gà chứ. Nó ăn thịt gà đâu, núp ơi, ăn cá à. Ủa, mà ăn thịt gà. Ơi, đừng có lỡ quýnh nó nha, núp. Núp quýnh nó là con hồng, nó lao tới nó quất luôn á. Sợ lắm đó. Thôi cất con hồng vô đi. Cho mày hold R làm cho nít bít đi. Làm sao? Úi rồi nó đi rồi. Không, mày phải. Rồi nó sẽ tự bay đi chơi thôi. Đó, nó tự bay đi, nó sẽ không theo mày đâu. Bye bye, đi chơi nha, chứ quên lại. Bye bye bé gồng. Ê, đừng có lạng chui vô cái hồ này nha. Con cái con miệng rộng của ta kìa. Tao kêu miệng rộng hồng kia mà chơi mày bây giờ. Rồi nó bay mất tiêu rồi. Rồi nó bay đi tí mình phải làm vậy nó mới đi. Nè, mày lấy thịt gà không núp? Thịt gà mày nè. À, ý, chúng ta sẽ lên. Thịt gà tao nướng mày lấy hết trơn. Thì tao lấy mấy cá, tao hết cá ăn rồi. Trời, còn mấy con cá này không biết các bạn ơi. Con cá này con đang vui nó ăn không ta? Ê, ăn luôn. Ăn luôn. Ừ, được. Vậy đỡ tốn tiền. Ok, vậy là qua thôi đi con cá.
Quan sẽ ơi cá này nướng không được các bạn, con cá này nướng không được, không biết chút lệnh nó ăn không. Ui nó ăn cá ngon, nó lên level nhanh ghê các bạn nhìn nè. Ủa cá đó ngon hả, cá nào ngon vậy? Full rồi, bây giờ mình sẽ chăm cho nó ăn. Thôi cho bé này đi chơi đi đó. Thôi cho bà chạy nè, các bạn coi nó kìa. Ở đây dễ thương thì thôi luôn á. Quan, nó ăn cá này không? Hả? Nó ăn cá này không? Đó. Không, cá đó cho mày ăn á nó. Ê. Kìa. Ủa bị giục cá tới nó quất luôn. Đúng không? Các bạn nhìn nè, mình đang... Đâu có đâu, tao giục 3 con, còn 3 con y thinh. Ê, các bạn nhìn nè nha, mình cầm 3, 9 con cá nha. Để con mình cho nó ăn coi đi nha. Mình cho nó ăn coi nó lên không nha. Mà sao ăn nhiều, ăn hoài vậy? Ê, nó ăn luôn rồi, nó ơi, trời ơi, cá nóc cũng ăn luôn. Trời ơi, con ngư quá cô. Cái gì? Ăn luôn cá nóc. Nó chạy lên, nó lụm luôn rồi. Tiêu tùng, hồi nuôi con răng xuống dễ thì cái gì cũng ăn hết tiện kìa. Hết rồi, mày mà tao tưởng ngưng zombie không? Trời ơi. Có nghe tiếng zombie đâu đó. Mừng ghê, cái mẹ con nào nó cũng... Ây da, đừng có lấn chứ. Trời, bá lấn mình xuống nước luôn. Hư ghê thiệt nha. Trời. Đây này. Dễ thương quá. Rồi, vậy thì... Thôi, vậy thì cũng muốn một con. Vậy thì con màu trắng đẹp hơn á. Bữa sau thì cố gắng kiếm con màu trắng cho vậy thì nha. Ở cá nóc không à? Cá nóc nó ăn hết, con này phụ nữ nó ăn hết à. Rồi xong. Cá nóc nè, trời 5 con cá nóc. Nè ăn không? Rồi dục nó ngoài đất, dục ngoài đất để chạy tới nó ăn rồi. Rồi lưu 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 lưu. Bà ăn. Trời ơi, bà thật là. Nó ăn một lần 5 con luôn chứ không phải là một con nha. Hồi nãy mình dục mà đang tuổi ăn tuổi lớn rồi. Đó, thôi từ từ. Lại xô mình xuống nước nữa. Không chịu được được mà. Cái gì vậy? Con răng số này mà cho tao xuống nước luôn hả? Không cho mình lên bờ luôn, cứ lên bờ cứ chạy lại đâm mình rớt xuống nước hoài các bạn. Kìa nó ủi quanh xuống nước kìa. Cái gì vậy trời? Nó kêu mày xuống nước bắt cá đi. Đúng rồi, y chang là các bạn, nó rất là thông minh luôn. Rồi. Ê, ê tự xuống nước. Khổ mà, chịu không nổi bả luôn á, bả lầy ghê luôn á. Nè 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 nè. Con cá rớt nước rồi coi nó có xuống nước ăn không? Thì con cá nó vừa rớt đó, nó lại nó đớp luôn. Đớp đi, đớp đi, đớp đi. Nè 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 nè, đớp đi, ăn chưa? Con này nó lì quá các bạn. Các bạn nhìn nè. Từ từ, mình phải đợi một chút, nó lại mới lầm. À, bữa sau á, mình sẽ... Đớp vậy? Chưa. Bữa sau á, Quang sẽ làm một cái bẫy để mà dụ con Lai Fury ra. Đó chính là mình đặt nhiều cá ra, tất cả loài cá trên nền, vậy thì nhớ không? Mình sẽ làm cái điều đó, chắc chắn là để con Night Fury đứng đó, nó coi như là con ngoài tự nhiên á các bạn. Thì con kia nó sẽ tới và mình sẽ núp mình rình. Hả, mình sẽ cột cổ con kia vậy. Nhưng mà bây giờ mình có biết nó ở đâu đâu. Thì tí nữa bọn mình đi qua cái khu rừng bên kia, cái khu rừng rậm rồi, cháy hết rồi, còn hai cái bãi than à. Khổ ghê không? Ê, Night Fury cái này của tao nha, đừng ăn, anh ăn lông gà đi. Đó, than hết rồi. Con okay, mũi, có bị... con mũi mày ơi. Mũi đâu? Do. Nè, ăn đi. Đó, đớp đi. Chưa thèm ăn, bà chưa ăn. Đó, đớp rồi. Hai con một lúc luôn. Nè, cá nóc nè, ăn đi. Các bạn đi nha. Né đằng bên, nó tự sẽ lao xuống nó dưới nó ăn cho coi nè. Trời ơi, đúng mình nuôi. Con răng xuống dễ ghê, răng xuống. Bà ăn cá li lịa luôn. Đó, bây giờ thì mình cứ đi farm cá cho trọng của mình ăn thôi. Sao nó theo mày miết vậy? Tao cho nó follow tao mà. Ui level 30 nè. Ý có cá kìa. Rồi chuẩn bị qua rồi, chuẩn bị đớp, qua đớp rồi đó. Bạn, các bạn cứ đợi đây vài giây nữa nó sẽ qua nó đớp thôi. Tại vì con này nó ăn rất là nhiều các bạn. Đang tuổi phát triển á, nên thành ra nó ăn nè. Các bạn coi nè, chuẩn bị nè. Cứ chạy trong nhông theo mình hoài à. Rất là dễ thương luôn. Sao cá tao cầu rớt dưới trơn trời. Bị full đồ rồi cái gì đó. Rồi, đớp luôn. Rồi, đớp rồi. Thấy chưa, các bạn thấy không? Trời, nuôi răng xuống đúng. Ui, nó lên cấp. Cái ống máu nó dài thêm, các bạn thấy không? Wow, rất là xịn sợ luôn, dễ thương thì thôi luôn á. Nè, ý, cái cây gì giờ mình cho nó đi tự do rồi, giờ nó đi chơi nè, giờ nó sẽ không quay về nữa, thấy chưa? Mình sẽ... Rồi, xong. Xong xuôi, ăn no rồi, ngủ khì khò. Khổ thân quốc chưa cho nó một cái. Thôi đừng quất chết á, đừng có đập bậy. Ngủ ăn đã đời ngủ trời ơi. Đừng cho nó ăn nha, đừng thức nữa nha. Đó các bạn dễ thương chưa, ăn no rồi dết. Ngủ khì khò luôn, nó ngủ dậy á thì mình mới có thể là
cho nó ăn tiếp được. Đó, đây là cái hồ cá của nó. Thôi cho nó ngủ ở đó đi. Đây núp. Bây giờ hả, trời cũng tối rồi, đợi trời sáng mai đi, mình sẽ qua khu rừng bên kia coi thử có sự xuất hiện của con rồng trắng chưa. Nếu mà có sự xuất hiện rồng trắng rồi, chúng ta còn chần chờ gì nữa. Trời xuống rồi, thôi đi về ngủ. Thôi để nay Fury nó đói, các bạn tí nó cũng tìm đường đi à. Đó, bà rất là lì luôn, bà lầy lắm, bà ngủ. Zombie nó cắn con cái chết à. Hả? Vậy kêu nó vô chú anh. Ý là zombie nó cắn một cái zombie chết chứ mà nó chết, hiểu không? À vậy hả? Trời chưa tối mà, trời xuống núi chưa? Rồi, vài giây nữa mặt trời sẽ xuống núi. Ok, ngủ thôi. Xuống núi rồi mà, tôi ngủ tôi không muốn đánh với zombie đâu. Kha rồi. Trời sáng rồi, không biết bạn đang Fury còn ngủ đó không. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu rừng. Chắc là nó sẽ đi ngủ chỗ khác rồi các bạn ơi. Mình đi ngủ rồi nó sẽ không nằm chỗ đó đâu. Đó, bây giờ mình kêu ra chắc là nó sẽ ngủ nè. Ê, tỉnh rồi, tỉnh dậy rồi. Nè, cá nè, cá nóc đâu rồi? Mà cá nóc đủ tiền con. Anh đứng, anh đang trúng có lần rồi, anh đang trúng có lần rồi. Còn mấy con hoi được rồi, giữ cá nóc cho con răng xuống đi ăn. Bây giờ trời anh sáng rồi các bạn. Bây giờ bọn mình sẽ đi tranh thủ đi qua cái khu rừng bên kia khám phá coi. Được rồi, bây giờ bé Fury thì chắc mình sẽ cho nó đi chơi đi. Chứ là Nó nhảy lông nhông rồi nè. À, đi nó đi theo nữa không? Cầm chơi theo nữa rất là nguy hiểm các bạn. Bây giờ mình sẽ kêu thôi mình đi bộ đi chứ mình kêu con mình kêu con miệng rộng hoàng kim ra cũng rồi mới lỡ mình tay kêu... Thôi xuống đây má. xuống đây đi cởi chung đi được không? Đâu được đâu, mỗi người mỗi con mà. Xuống đây, lại lên quên cho bạn cá nữa chứ. Ủ này nát thịt gà nè. Đây thôi tao đi cất cá cho mày đây. Ôi cá trong rương nhiều lắm luôn à. Map, xuống đây map. Map. Đó, ăn thịt gà đi, tự đớp đi. Không tự đớp hả? Khổ lắm. Núp ai cho mày leo lên con miệng gọng hoàng kim của tao vậy? Đi lại lên, đó, cởi ăn đi. Đó. Đó, lên để coi cởi được không nha. Mà nhưng đồ nhiều quá, đợi quanh chút đã, quanh nó cất đồ đá, đồ quá trời luôn rồi. Chắc là phải hai cái rương bự đó các bạn, cái rương này cất hết đồ rồi. Tao đem đi quăng đá bớt cho rồi. À ở trong này còn đồ, à còn cái trứng này free mày nè. Các bạn kia cái trứng này hình như là vẫn còn up được hay sao á. Được không? Không biết nghe các bạn nói vậy. Biết đâu nó ra con live Fury luôn á. Hai con miệng rộng với mày nó đi đâu rồi nè. Lên thôi. Lên nấp lên được không? Đâu rồi? Mày nó mất tiêu rồi. Hả? Nó đi đâu rồi? Mày nó mất luôn mày. Nó biến đi luôn, hai đứa cưỡi nặng quá, nó không cho cưỡi. Rồi, lấy không con... cho cưỡi hả? Lấy con hồng ra đi. Ghét. Tao có cưỡi thì thôi. Đứng trên không nè, nhìn qua đứng giữ vị trí nè. Nhìn qua giữ vị trí nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu vực bên kia nha mọi người. Let's go baby. Đi thôi. Anh bay lẹ lẹ đi, đi bay coi. Trúng rồi, đúng rồi. Rồi, đây nè. Lên cao đi, tốc độ. Kẻ full tốc độ luôn. Giữ thẳng vị trí. Yo, here we go. Ơi, khu rừng. Ôi, khá đã xuất hiện gần mình. Sao anh bay nhanh như vậy? Thắng lại, keng. Quanh thắng lại rồi nè. Cái tay bay không biết bay theo cục. Ui, bên kia có một cái con rồng các bạn ơi. Nè. Nhìn ghê quá các bạn. Đâu rồi. Lâu. Chỗ này ổ, có con Night Fury lần trước nè. Ê, làm sao nó giảm tốc độ ta? Trời ơi, GT nhắn nó giữ lại là nó giảm tốc độ liền. Giữ sao? GT chạy ra chết rồng đó GT. Chỉ GT mấy lần rồi, GT cửa GT chết rồng đó. Rồi đó. Rồi luôn kia quên. Cứ nó xuống nhanh quá thì mình phải giữ tốc độ, giữ vị trí là cho nó chứ không nó chết rồng, cho có lần chết rồng luôn rồi. Chứ thì không có rồng mà cưỡi đâu. Nó quanh nhảy xuống mà quanh sợ nó chết nữa nè. Cho nó ăn lại cho nó hồi máu. Ok, thôi đi. Rồi cho nó bay vô khác các bạn. Mình cưỡi theo nguy hiểm quá. Vô khu rừng này nó rất là nguy hiểm để mà
phát hiện ra thêm. Ôi, chết rồi, quanh đi hướng nào vậy? Đi quên mất tiêu rồi. Ở chỗ kia có một cái hang, hình như đó là hang kiến các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ rình ở khu vực này. Trời, chắc là bây giờ bọn mình sẽ thử khám phá khu rừng này thử coi bên trong có gì nha mọi người. Ê, bên kia có cái... Đó là cái hang kiến rất là bự luôn. Thì chắc là mình sẽ không dám vô cái hang đó đâu. Nhưng... Đâu anh? Đâu? Hang kiến đâu? Đây nè, cái hang kiến bên đây nè. Nên là mình nghĩ là mình sẽ không có vô cái hang này đâu. Rất rất là nguy hiểm. Ôi dạ, trời, tao té rồi. Và ở trong cái khu rừng này á, cái gì ghê vậy? Thì mình bơi qua hả? Ê, cái gì mình làm cái thuyền, mình bơi vòng vòng đây con sông này được á. Cái ổ kiến á, mày bữa nào mình đi khám phá ổ kiến rồi mày làm thuyền, giờ ai dám vô? Bây giờ hả? Ui, cái rừng nhiều cây đẹp ghê, các bạn có mấy trái nè. Ghê quá, à. Qua đợi với tay đi với, sọt 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 ghê quá. Giờ mình đi lá cây nó sẽ sọt sọt. Ê, bây giờ mình sẽ leo ngọn cây. Oh yeah, leo dễ lắm đúng ơi. Sao leo được, leo được thì không? Leo cái rồng á. Được được được. Ôi leo được luôn hả? Tránh ra chơi hơi tiên qua bớt. Yeah. Thế thì tiên qua được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm khu vực đây để bữa sau hả? Lỡ mà có đi qua đây hả? Chúng ta sẽ biết đường ở trong khu rừng này hơn. Tại vì ở bên kia các bạn biết sao mình không dám bay rồng không? Ở chỗ đây nè, nó có một con rồng rất là ác các bạn. Khi mà mình rồng mình bay qua mình... Ý, có mấy con vẹt nữa kìa. Qua đi đường nào chứ chứ tiên. Nó rất là nguy hiểm các bạn. Đây nè, trên quanh đây nè. Rồi xong. Gì vậy đúp? Ở đây té không sợ đâu. Té rồi còn đâu hả? Giờ hả? Mình thấy hơi bị khó khăn ở khu vực này. Bây giờ mình sẽ leo qua cái cây kế bên. Núp, đi qua cây kế bên núp ơi. Giờ lấy đà qua cây kế bên nha. Nhìn tao làm một lần thôi. Được rồi, núp như mày. Cây nào, cây nào? À, cái cây này hả? Bám qua hả? Thôi được rồi, tao biết rồi. Mày núp như thế này thì tao phải làm cho cứ như là mời mày đi luôn, mời mày ăn luôn, có kiểu dọn cổ ra. Đó. Giữ chưa, giữ chưa. Đây là tắt răng luôn, không phải tắt răng nữa. Ồ, lên được luôn hả? Tắt răng, tắt răng là một mà. Từ 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 nha, để tao đập cái cây này đã. Tao đứng đây rồi. Hay lên không được ta. Đó, quá đơn giản. Bây giờ mình đập cây này sẽ lên được. Không lên được ta. Ê, thế tao với mày đang đu cây. Ê. Qua anh tao mày đang đu cây. Ok ok, từ 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 từ. Té giờ đu cây gì. Được chưa, được chưa. Từ từ từ, sắp được rồi. Ok, được rồi. Khổ quá. Bây giờ hả, chúng ta... Bây giờ tao đi được ngõ nào lên ta đây hả? Đó, bây giờ... Từ từ. Để tao làm cái cục gỗ cho mày dễ đi. Né nó. Né hả? Đây. Yeah. Ok chưa? Yeah. Đó, quá là tiện lợi luôn. Rồi xong, cái này sao nữa? Rồi tập cho, leo lên, lượm cục đá leo lên. Sợ quá à, sợ độ cao. Ôi, chơi độ cao. Trong đây nguy hiểm thật các bạn. Trời rung quá anh ơi, sợ đâu cao quá. Cái khu rừng này rất là cao nên thành ra là mình phải lên trên kia mà chỗ kia là có con rồng nên mình không dám qua. Thôi rồi, chắc là... Ê qua bên kia có cái cây bự ghê to ghê luôn kìa. Sao rung luôn. Mình từng té. Không, cái cây nó sao tối thùi ta. Nhìn ghê quá. Ờ, tối thùi. Thôi, chắc là mình... Thôi nếu mà mày đứng ở đây nấp, tao kêu con rồng ở đây. Cưỡi rồng xuống hả? Nhảy đâu quá. Tao nhảy xuống nước rồi. Mới ghê vậy, hết hồn luôn. Tao nhảy xuống nước rồi, nhảy đi, nhảy mạnh. Đi, đợi cho tí xuống. Ờ, may á, tao thấy mày may rồi đó. Nhảy chung. May đâu, xem xin Gia Ti gió xuống nước đàng hoàng mà. Rồi, thôi được rồi, các bạn ơi, chắc phải bay thôi các bạn ơi. Mình sẽ bay né qua bên kia với tốc độ chậm. Sợ con rồng hung ác nó dí theo lắm nên là mình không dám bay rồng. Rồi, chắc là ra đây khu vực trống nè, mình sẽ kêu con rồng ra chở mình bay một vòng ở trên khu rừng này coi như thế nào. Miệng rồng ơi, ra đây, miệng rồng, xuống đây, xuống đây. Kìa, các bạn thấy không? Có con ruồi khổng lồ kìa. Ủa, cái gì ghê vậy? Ôi, né đi, né đi. Sao cái khu rừng này ghê vậy? Đó, quên nói rồi. Vậy thì kêu con hồng ra đi. Tụi mình sẽ bay lên khu vực này, núp. Ok, đứng chỗ này nè. Để quanh đợi với Tây, hai đứa cùng bay lên trên khu vực này. Nếu mà thấy con Life Fury là lo chạy liền nha. Giữ vị trí chưa? Đó, vậy thì cũng thông minh rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ ngóng đầu lên trời. Ok, bây giờ đi nè. Đó, tắt cái đó đi, chúng ta sẽ bay được. Rồi, thẳng thẳng người xuống tí là nó sẽ tăng tốc độ lên. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lên tốc độ nè. Vậy thì phải tắt cái hover, vậy thì mới bay được. Rồi, chúng ta chỉ thẳng người xuống thì chúng ta sẽ đi được với vận tốc rất là nhanh. Ê! Cái gì vậy anh? What? Anh thấy con một con Live Fury đang ngủ thật vậy đi ơi.
Thì khá. Ú đâu đâu xì... À thấy rồi. Giờ sao đậu đâu đây? Không được rồi. Đi về vị trí cũ. Nhanh lên, tập trung vị trí gì cũ. Vậy? Cái gì? Quá lên về vị hả? trí cũ, về vị trí cũ. Trời, qua nãy nãy qua đã nói rồi. Khi mà thấy con này á, chúng ta sẽ biết là nó cái khu vực sinh sống nó ở chỗ này. Các bạn thấy không? Rõ ràng là con Life Free xuất hiện ở trên cái tán cây vỏ đang ngủ ban ngày. Mình không thể làm mà manh động nó được. Được rồi, chắc là để dành tập sau đi. Mình sẽ chuẩn bị công cụ đó chính là cá nè. Mình sẽ đem ra dụ nó xuống để khu vực cho nó ăn nha mọi người. Đó, núp lại lái tầm bậy tầm bạ rồi. Thôi, con đi đi vàng ơi. Anh Kim đi chỗ khác chơi con. Được rồi, chắc là video hôm nay của anh sẽ dừng lại đây thôi. Được rồi, bây giờ thì kêu răng xuống ra chơi nào. Ôi, phải bắt chị đi tìm. Đó, răng xuống, đợi răng xuống. Bữa sau mình sẽ chăm con răng xuống lớn. Để con răng xuống nó là nó dụ chứ. À đúng rồi. Đúng không? Để con răng xuống này dụ là bạn của nó thì mình mới có thể là bắt được. Chắc chắn là dễ ha các bạn, răng xuống nó cũng gần lớn. Các bạn level 33 rồi. Đó, nên bữa sau mình nghĩ là răng xuống. Giờ ra là bị chê, bị chê bay bình. Giờ là bị chê đó, chưa thanh niên cũng được đâu. Đó, đớp cá đi. Yeah. Ok, và video hôm nay của Oanh thế này là kết thúc rồi. Nếu mọi người thích video này đừng quên để lại cho Oanh một like như là một subscribe của cho Oanh nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye.